Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Kim Piano Garden Grow Close Out Sale 714-373-8000. Quý khán thính giả, và tiếp tục với vấn đề Iran, ngày hôm nay ông đại sứ Hoa Kỳ tại Đức tuyên bố, ông ra khuyến cáo, ông nói rằng tất cả những công ty nào vừa làm ăn với Hoa Kỳ vừa làm ăn với Iran thôi nên bắt đầu khăn gói quả mướp rút về là vừa, bởi vì nếu không thì sẽ chịu những cái hình phạt nặng nề. So nền ra nền kinh tế, thưa quý vị, nền kinh tế của Hoa Kỳ nó lớn gấp 10 lần so với nền kinh tế của Iran. Chính vì thế, không có ai dạy gì. Thí dụ như Thảo Yên bán được cho Hoa Kỳ 1 triệu đô la hàng năm hàng hóa, bán được cho Iran có 100 ngàn. Chẳng lẽ Thảo Yên hy sinh cái 1 triệu đó? Thì cái này nó rõ ràng quá, phải không ạ? Cho nên đó là lý do. Hôm nay thì ông Bộ trưởng Ngân khố Steve Mnuchin của Hoa Kỳ cũng tuyên bố luôn nữa. Bất cứ công ty nào làm ăn với Mỹ mà làm ăn với Iran á, thì cẩn thận. Bởi vì ông cho từ 3 tới 6 tháng để kết thúc. Và quý vị thấy một trong những cái điều mà nó bất cập liên quan với chính sách của Hoa Kỳ đó là nó có thể thay đổi 4 năm một lần. Nếu một cái chế độ, chẳng hạn như thời ông Obama là 8 năm, quý vị còn nhớ thời ông George Bush, Tổng thống Bush đó, có 4 năm thôi. Thì những cái chính sách đó có thể 4 năm sau nó thay đổi. Bởi vì nhất là thay đổi từ đảng Cộng Hòa sang đảng Dân Chủ hay ngược lại, thì những cái chính sách cũng thay đổi. Chưa kể khi mà chính ông Trump lên làm Tổng thống đó, mọi chính sách của ông Obama, ông cam kết và hứa lúc ra tranh cử là lật ngược lại hết tất cả. Ngay cả ngày hôm qua, cựu Tổng thống Obama cũng đã có một bài viết rất là dài thông điệp để mà đưa ra những điểm mà ông nói rằng sẽ gây tác hại rất lớn khi mà rút ra khỏi hiệp ước Iran. Chúng tôi không đề cập đến nữa bởi vì bây giờ chuyện đã xong hết rồi. Hoa Kỳ đã rút ra, mình bàn là những cái chuyện sắp tới đây, nhất là tội nghiệp cho những người dân Iran. Tại vì sao, thưa quý vị, mình không thể nói toàn thể người dân Iran là người Hồi giáo cực đoan được. Mình cứ cho là 50-50 đi, 50% là người theo cực đoan và 50% còn lại là rất mong muốn hòa bình và có một cái đời sống sung túc. Sung túc ở đây có nghĩa là họ muốn đi du lịch nè, họ muốn được mua hàng Mỹ, họ muốn được ăn ngon, mặc đẹp, chạy xe hơi đẹp. Ai mà chẳng muốn cái chuyện đó, thưa quý vị. Bây giờ người dân Iran thèm một chiếc Lexus không mua được. Yeah. Thèm một chiếc Honda, nhìn chung đó là chỉ mua được xe hơi của Nga thôi, hoặc là xe hơi của Đức. Bởi vì năm 2016 đó, thưa quý vị, châu Âu đã có tới gần 9,7 tỷ Mỹ Kim. Đó là gần 10 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà 10 tỷ Mỹ Kim không bằng một cái móng tay của cái hàng hóa nước Mỹ nữa, thưa quý vị. 10 tỷ Mỹ Kim đó là năm 2016 mà chỉ xuất cảng sang Iran có 10 tỷ thôi, nó quá ít đi. Ngược lại đó thì Iran đã xuất cảng được 6,5 tỷ Mỹ Kim sang châu Âu. Quý vị thấy cái mậu dịch, nghĩa là và cái thâm hụt về mậu dịch nó cũng rất là lớn. Bao nhiêu tiền bán dầu, và quý vị bị khổ nỗi đó là trong suốt mấy chục năm trời bị Hoa Kỳ cấm vận đó, là Iran phát triển không nổi mà chỉ bán dầu thôi. Dầu hỏa là đóng góp phần lớn vào cái cuộc vận hành cái guồng máy của chính phủ cũng như cung cấp về mạng xã hội cho người dân, tức là các phúc lợi về xã hội đó. Mà các ảnh á, nhập vào 10 tỷ mà các ảnh bán ra được có 6,5 tỷ thôi, thì cái thâm hụt mậu dịch nó quá lớn, nhưng mà cái con số này nó quá nhỏ, thưa quý vị. Cho nên so với Trung Quốc đã lên tới cả bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim, mà riêng với châu Âu có mấy tỷ thôi. Mà đó là lý do tại sao cái lệnh mà tháo bỏ cấm vận bắt đầu có hiệu lực từ 2015,
Nhưng mà mãi tới 2016 đó thì các hoạt động mua bán trao đổi mới bắt đầu. Mà từ 2016 cho đến giờ này thì thưa quý vị bao nhiêu năm? Mới có 2 năm mấy thôi. 2 năm mấy thì không làm được gì hết. Nghĩa là nó bắt đầu các cơ sở hạ tầng đang được lên kế hoạch. Và thường quý vị thấy không, kế hoạch đó là 5 năm cho mỗi một quốc gia, thường thường là kế hoạch 5 năm. Đó. Thì phải chờ cho tới năm 2020 đó, thì có những cái chương trình mới bắt đầu được đi vào thực hiện hoặc là mới hoàn thành. Mà mới có đầu 2018 thôi. Và bây giờ tháng 5, mình cứ cho là giữa 2018 đi, thì cái lệnh cấm vận nó lại trở lại. Thì quý vị mới thấy tội nghiệp cho những người dân Ôn Hòa. Bây giờ họ lắc đầu. Và đây là cái điểm chính mà tại sao Do Thái và Hoa Kỳ muốn đánh, thưa quý vị. Bởi vì sao họ nói đó, phải để cho Iran cực khổ thì người dân họ mới nổi lên để lật đổ chế độ được. Đó là cũng là vấn đề chính trị hiện nay ở Iran. Những người mà Ôn Hòa và những người mà chống lại cái chế độ mà Hồi giáo toàn trị như thế này thì họ lại rất là căm phẫn và có thể xảy ra những cái cuộc biểu tình lớn để đòi hỏi thay đổi. Và chỉ có khi nào Iran thay đổi thôi. Và ông Trump, ông tuyên bố ngày hôm qua vẫn mở cửa để có thể thương lượng lại. Nhưng mà trước khi ông Trump tuyên bố thì ông Rouhani, ông tổng thống của Iran đó, đã có những cái lời lẽ rất là cứng rắn nhắm vào nước Mỹ. Và ông đe dọa, khuyến cáo đủ hết là Hoa Kỳ và các quốc gia nào mà rút ra khỏi hiệp ước này sẽ gặp những cái hậu quả khôn lường, đại khái là như vậy. Thế nhưng Hoa Kỳ đâu có ngại ngùng đâu, thưa quý vị, trong cái vấn đề này. Thứ hai nữa đó là các công ty nào mà làm ăn với Iran, công ty Mỹ đó, thì thực sự nó cũng rất là nhỏ thôi, không có đại công ty. Các đại công ty họ rất ngại, bởi vì đối với họ đó, các chính sách của Hoa Kỳ, nhất là đối đương đầu với các quốc gia như là Iran đó, Iran, Bắc Hàn nè, thì họ không có dám chơi với Iran. Và vì thế các nguồn đầu tư đó lớn đó, ngày hôm nay chúng tôi theo dõi đó, thì thấy họ chỉ đề cập mỗi công ty Boeing thôi nhỉ. Mà công ty Boeing cho đến giờ phút này, mặc dù đã ký hợp đồng năm ngoái, nhưng mà cũng phải mất vài năm họ mới giao hàng được. Thì đó cũng là cái lỗ lã. Và công ty Boeing cũng tuyên bố họ sẽ đáp ứng. Công ty Airbus cũng vậy. Airbus vừa bán hàng, bán máy bay cho Mỹ, vừa bán máy bay cho Iran, cũng đã ký hợp đồng bán vài chục chiếc máy bay. Thì Airbus ngày hôm nay tuyên bố là họ sẽ đáp ứng với cái yêu cầu của Hoa Kỳ là ngừng làm việc với lại Iran. Cho nên những hợp đồng đã ký, và Iran có thể kiện các công ty này. Cái khổ ở đây đó là vấn đề phải xem lại hợp đồng, trong đó có kèm theo cái điều khoản. Hợp đồng này chỉ có giá trị một khi cái lệnh cấm vận được hủy bỏ. Phải có cái câu đó. Còn nếu không thì Boeing có thể sẽ phải đền, Airbus phải đền, và các công ty khác nữa, thưa quý khán thính giả. Tình hình này cũng đầy biến động, và trong thời gian sắp tới, ai đau khổ nhất? Chỉ có người dân Iran là chịu đau khổ thiệt thòi nhất mà thôi. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với những bản tin trong phần tin địa phương, thì vào chiều ngày hôm nay, Ủy ban Năng lượng của California sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu mà nếu như mà được thông qua thì có thể sẽ ảnh hưởng đến giá nhà trong tương lai, đặc biệt là ở tại quận Cam. Đó là, thưa quý vị, Ủy ban sẽ đưa ra những cái quy định tiêu chuẩn mới về nhà mới xây tại Cali, đó là bắt buộc phải được lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời solar panel, thưa quý vị. Wow. Dạ vâng, và nếu như mà được thông qua thì bắt đầu từ năm 2020, toàn bộ nhà mới xây là phải có cái hệ thống solar, và quy định này sẽ được áp dụng cho tất cả single house, condo, apartment buildings từ 3 tầng trở lên là phải có gắn, thưa quý vị. Chỉ ngoại trừ những cái trường hợp như là những căn nhà nào mà bị che khuất dưới bóng râm, hoặc là mái nhà quá nhỏ để mà chứa cái tấm pin năng lượng mặt trời. Thì thưa quý vị, được biết hiện nay là chỉ có khoảng chừng 15-20% số nhà mới xây ở Cali hiện nay là có cái hệ thống solar này. Và các chuyên gia ở trong ngành, đặc biệt là những developer, các chuyên gia xây dựng, họ nói rằng
Quy định mới này chắc chắn là sẽ khiến cho chi phí xây một căn nhà tăng thêm từ 25.000 cho đến 30.000 so với cái tiêu chuẩn năm 2006 thưa quý vị. Nhưng mà họ nói là theo như cái chiều hướng trong khoảng 5 đến 7 năm đổ lại đây thì thế hệ những người trẻ từ 30 tuổi khi mà mua nhà họ rất chú trọng đến những cái hệ thống nào có thể giúp tiết kiệm năng lượng. Tuy là cái giá nhà khi đó nó có cao hơn một tí nhưng mà về lâu về dài thì họ lại được tiết kiệm rất nhiều thứ. Và theo các chuyên gia họ nhận định là nếu mà gia chủ nào mua một căn nhà mới xây có hệ thống solar thì có thể tiết kiệm được ít là 20.000 cho đến cao nhất là 60.000 trong khoảng thời gian 30 năm ở căn nhà mới xây này. Chúng tôi sẽ trở lại và có một vài chi tiết để bổ túc vào cái phần tin tức về solar panel mà Thảo Yên vừa trình bày. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo một lần nữa quý vị nhé.